Chào các bạn, sau đây mình xin hướng dẫn cái chức năng bật tắt nguồn của cái đồng hồ này. Đồng hồ này nó chỉ có một cái nút thôi, cho nên là để bật tắt nguồn thì mình dùng tay mình nhấn giữ vào cái phần cảm ứng cái chữ Z đó. Đó, nó rung hai cái và nó xuất hiện màn hình, như vậy là nó đã mở nguồn rồi. Để tắt nguồn thì mình làm như sau. Tắt nguồn thì mình sẽ trên cái ứng dụng, nó sẽ có ứng dụng tắt nguồn đây, ứng dụng này đó, mình nhấn giữ vào rồi mình chọn qua Z rồi nhấn giữ vào đó thì nó sẽ bước ba. Thì nó chỉ có một cái cách này duy nhất để mình bật tắt nguồn thôi, không có sử dụng cách khác được. Xin cảm ơn các bạn. Chào các bạn, sau đây mình xin hướng dẫn cái cách sạc cho cái đồng hồ này và thay dây nha. Thì đây là cục sạc đi kèm, đây nó là nó có hai đầu tiếp xúc với lại cái phía sau của đồng hồ đây, và nó có hai điểm tiếp xúc đây, mọi người nhìn nha. Đó, nó có hai điểm tiếp xúc nha mọi người. Rồi, để sạc thì mình để đúng chiều nè. Đó, để vô thôi. Đó, nó sẽ là hít, nó sẽ có hai cái 500 ở đây, phía đây thì hít. Đó nè, mình để vô. Đó, tự nó sẽ hít. Đó. Rồi, ở đây thì nó không đi kèm cục sạc và cũng nó dán một cái tem mà nó ghi cái thông số nhỏ là input là 5V 1A. Rồi, cũng như mọi cái đồng hồ khác thôi. Thì thay dây thì mình nó sẽ có một cái nút gạt ở đây, các bạn quan sát này, đó, các bạn gạt lên để mở, cả hai dây đều tháo ra được hết, đó, đó. Rồi mình mở cái nào ra trước thì mình gắn cái đó vào. Đó, rồi. Rồi. Sau khi mình khôi phục cài đặt gốc cái sản phẩm thì nó quay trở về tất cả thiết lập hoặc là không hết. Đang ở chế độ này thì mình sẽ không chỉnh giờ hay là chỉnh cái gì được cho cái đồng hồ hết, mình bắt buộc phải kết nối với một cái điện thoại thì mới có thể chỉnh được. Lúc nãy mình đã sử dụng cái điện thoại Android để kết nối rồi, bây giờ mình dùng cái iPhone để thử nha. Rồi, mình cũng dùng chính cái phần mềm đó. Mình vào trong cái phần thiết bị được kết nối, đó, sẽ thấy tên sản phẩm liền. Rồi đó, chờ một chút. Rồi, chờ ghép đôi. Hướng dẫn những cái chức năng cá nhân ở trên đồng hồ. Thì tức ở trên đồng hồ này thì nó có nhiều cái chức năng, nhưng mà tất cả là điều chỉnh ở trên điện thoại. Thì qua cái phần mềm Wearhouse này thì mình cứ vào trong cái phần quản lý thiết bị thế này. Ở đây mình chỉnh ví dụ như là giám sát nhịp tim liên tục. Khi mình bật thế này thì lúc nào nó cũng sẽ đo cái nhịp tim của mình và nó báo liên tục. Rồi ngoài ra nó còn những cái tính năng hay như là cài báo thức thì mình cũng phải vào đây luôn, cũng cài báo thức trên thiết bị luôn. Thì đồng hồ này nó chỉ rung thôi. Đó, cài báo thức đó, mình chọn giờ, chọn ngày, đồng hồ là nó chỉ rung thôi. Rồi ngoài ra thì nó còn thêm một số cái chức năng hay như là liên quan tới lời nhắc đây, nhắc nhở về việc uống thuốc nè, nhắc nhở mình ít vận động, nhắc nhở uống nước. Đó, mình chỉ cần bật lên thôi thì tất cả là tự động hết.
còn một tính năng hay ho nữa là lắc để chụp ảnh đây. Đó thì nó có hướng dẫn ở trên đồng hồ là mình lắc trên hồ thì tự động nó sẽ chụp ảnh cho mình. Sau đây mình sẽ thử nha. Em sẽ chụp cái remote LG. Đó, mình lắc thì nó sẽ đếm 3, 2, 1 và nó chụp. Rồi nó sẽ tự mở giao diện của camera của điện thoại luôn. Rồi ngoài ra thì nó có phần là tìm đồng hồ. Đó. Rồi trên đồng hồ thì nó cũng sẽ có phần ngược lại là tìm điện thoại. Khi mình chọn vào tìm đồng hồ thì cái đồng hồ nó rung nha. Mình sẽ chọn lại, mình sẽ để sát để nghe cái âm thanh rung. Đó. Các bạn nghe âm thanh rung rất là to nha. Cái nút Z này nè thì nó sẽ di chuyển, đó nó cứ di chuyển tới thôi và nó theo cái vòng lặp. Đó, mình cũng không có lùi lại được, nó chỉ tới thôi. Rồi, muốn chọn vào cái nó hình nhấn giữ vào. Đó, rồi tiếp tục lại đó mình bấm thì nó qua trái qua phải, cứ bấm một lần qua trái, bấm một lần qua phải. Đó, rồi chào các bạn, sau đây mình sẽ hướng dẫn những cái chức năng cơ bản có trên cái đồng hồ này nha. Thứ nhất là xem giờ, thứ hai là đếm bước chân, rồi thứ ba là đo cái tiêu thụ calo, rồi đo cái quãng đường mình đi được, rồi đo nhịp tim, rồi đo giấc ngủ, đọc được cái tin nhắn, để mình xem là có tiếng Việt không nha. Đây, mình đang nhập tiếng Việt luôn, là nó có tiếng Việt. Đó, mình cứ bấm vậy là nó sẽ qua tin nhắn thứ hai. Đó, bấm vậy là nó qua tin nhắn 2 và hết tin nhắn 2 thì nó sẽ dòng lại nếu mình cứ bấm vào đây. Rồi, để quay ra thì mình cứ chờ thôi. Mình chờ khoảng 2 giây đó là tự động nó sẽ quay ra. Đó, họ nhấn giữ vào để nó quay ra. Rồi, chế độ tiếp theo là chế độ thể thao. Đồng hồ bấm giờ, tìm điện thoại, mình thử cái này nha. Mình sẽ thử cái ngang tìm điện thoại. Đó. Đó, khi mình bấm thì đồng hồ, điện thoại của mình nó reo lên, trên màn hình không xuất hiện gì hết. Đó, mình sẽ thử lại nha. Đó, nó phát ra là âm thanh nó rung lên trên điện thoại của mình. Rồi tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn chế độ thể thao. Đây, chế độ thể thao thì nó sẽ bố cục lại một cái giao diện, một cái màn hình như thế này. Đó, để đo nó sẽ gộp là nhịp tim nè, bước chân nè, rồi thời gian bắt đầu nè. Đây mình sẽ có thay đổi được cái mặt đồng hồ. Đây. Đó, hiện tại mặt đồng hồ đây thì mình bấm vào những cái này để mình thay đổi nè. Đó, đó báo thức nó báo lên đó các bạn. Rồi nó chỉ rung thôi nha. Đó, đây là những cái mặt đồng hồ cơ bản nè để mình có thể thay đổi được. Mình không thêm được từ bên ngoài vào. Đó, nó chỉ có nhiêu đây thôi.